Chuyện chuyện 80 triệu hứa chuyển cho con gái thì em mới chuyển cho 20 triệu 500 rồi. Còn 6 triệu đợi chủ hàng nó chuyển tính rồi sổ nó mới chuyển nữa. Mà ổng mà anh vợ làm gì mà ổng quan mang vô tiền nó làm gì? Con sợ tiền bạc con mình nhỏ nó sợ nó tiền nhiều quá ảnh hưởng tới tính mạng của nó bởi kêu con cái gì bà nói với ngoại đừng nói với ai ông trùm. Tuấn lo xa gớm quá vậy thật. Tuấn cũng biết yêu thương con á chứ. Sợ con nhiều tiền quá rồi ảnh hưởng đến tính mạng. Sợ con nhiều tiền quá nhiều người dòm ngó. Thôi bây giờ Tuấn không gửi một xu nào luôn cho khỏi ai dòm ngó luôn. Tuấn tính đường rất kỹ. Có nghĩa là nó bảo rằng á, bây giờ mà tiền gửi cho con nhiều quá sợ nhiều người dòm ngó đi. Sợ ảnh hưởng đến con. Đúng không? Cho Tuấn bây giờ bà con thấy không? Nó tính một cái mà gọi là nó thực hiện luôn. Bây giờ ba không gửi là xem như là ba đang bảo vệ con. À, ba không gửi con một xu nào là ba đang bảo vệ con. Mà lý do nào không gửi thì thằng Tuấn cũng đã từng lên giải thích rồi. Điện nó không nghe. À, hình như nó nghe bên ngoài nó chặn số, chặn đồ gì của tôi hết rồi. Có nghĩa đây là cũng là một cách giải thích. Có nghĩa lúc trước á, anh lên cộng đồng mạng anh cũng hứa rằng anh chuyển cho con gái con 80 triệu đó làm mồ làm má cho vợ anh. Nhưng sau đó anh coi như là có chuyển 20 triệu 500 là tiền hàng. Sau đó anh không chuyển nữa, không chuyển bất kỳ một xu nào nữa cả. Và anh giải thích rằng đó, chuyển nhiều thì ảnh hưởng đến con cái, chuyển nhiều thì nguy hiểm đến con cái, cho nên là anh chọn cái phương án là không chuyển là cỡ như không ảnh hưởng. Nhưng nó thật sự ra nói Tuấn đã hiểu nè. Nếu như mà với cái đà như thế này, nếu như cái đà thế này mà không có bà mẹ vợ thì hai đứa nhỏ hôm nay nó chết đói rồi. Đúng không? Nó không chết vì nguy hiểm mà nó chết đói. Vậy có tiền đâu anh không chết đói quá vậy? Bà con thấy Tuấn nó chơi kỳ không? Đấy, kiếm tiền thì sợ con mình nó nguy hiểm. Thôi tốt nhất là không chuyển tiền để ba giữ đi con. Thì tôi nói với bà con, hai đứa nhỏ mà đã không chết vì cái sự nguy hiểm mà đang chết đói. Nếu như không có bên ngoài, chết đói ngay lập tức. Đó. Lúc ngày xưa còn mẹ còn sống á, là vẫn còn nhờ được tình thương của mẹ. Đấy, và mẹ gửi gắm bà ngoại thì cái như vấn đề ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề một người mẹ cũng là cũng cam chịu, cũng là chịu thương chịu khó gửi con cho mẹ để mà đi lo kinh tế để nuôi cho nó. Nhưng mà đùng một cái mẹ qua đời một cái, bà con thấy hai đứa nhỏ trở thành hai đứa trẻ bơ vơ. Mà hiện bây giờ bé Linh đang có một cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Đấy, bé Linh đang có một cái bệnh trầm cảm. Cho nên cái sự việc á, cái sự việc mà liên quan đến cái cuộc gọi mà gọi là 11 giờ 38 phút á, liên quan đến cuộc gọi 11 giờ 38 phút như gì Năm chia sẻ ha. Cái cuộc gọi đó là cũng là một trong những cái cuộc gọi mình cũng phải là xem lại có phải là chị Hà gọi hay không. Đó, mà vì sao dì Năm nhớ từng cái phút gọi một? Dì Năm nhớ rất kỹ. Nó gọi con bé Linh là 11 giờ 38 rồi cái thằng Tuấn nó gọi cho tôi là 11 giờ 47, tôi gọi cho bên kể như gia đình của con Hà là 12 giờ 5 phút đó. Nhưng những cái vấn đề cái mốc thời gian của dì Năm đưa ra tôi nói với bà con nó rất quất hết đó. Một đứa bé trầm cảm như là bé Linh nhưng nó cũng hiểu được đâu đúng đâu sai đó, đâu đúng đâu sai. Cái vấn đề ở đây, cái vấn đề ở đây mà cái đó thật sự bà con cũng nên nhớ là nó cũng đã từng đứng lên gọi là tố giác cha đó rồi. Thì cái vấn đề ở đây nó cũng là nhiều đêm thức trắng mà trần trọc lắm nó mới dám lên cộng đồng mạng nó phát ngôn như vậy. Chứ đừng bảo rằng nó nghe ai và cái như ai xúi dục nó. Tôi nghĩ một đứa như Bê Linh đó không ai xúi dục được nó đâu. Không ai xúi dục con Bê Linh mà để đi nói xấu cha nó đâu quý vị. Chẳng qua đây là một trong những cái mà bản thân nó cảm nhận được. Bản thân nó cảm nhận được tình thương của cha nó với nó như thế nào, với mẹ nó ra làm sao và với em nó như thế nào. Đấy, nó mới lên cộng đồng mà phát ngôn như vậy. Cái vấn đề ở đây chúng ta đã thấy rất rõ từ lúc chị Hà ra đời, qua đời. Thì hai đứa nhỏ này nếu như không có bên ngoài, nó trở thành hai đứa nhỏ bơ vơ, không nơi nương tựa. Đấy, bà con thấy đi, ngay cả cái như bên ngoài, bên nội, bên đâu có ai chăm sóc nào? Có ai điện thoại quan tâm không? Đó, gặp bà cô cũng là đành đoạn luôn. Gặp bà cô cũng thật sự là cái như nó nói quý bà con là tôi cảm thấy nó hơi kỳ. Gặp một bà cô nó thật sự không đáng một xu quý vị. Trời, bà cô chi mà lên cộng đồng mạng cái hơn thui con cháu ruột. Lên cộng đồng mạng tay đôi con cháu ruột luôn. Ủa cô gì kỳ vậy?
một bà cô là mình dù sao cái cũng phải có một cái gọi là một cái hướng nhìn đó, dùng cái tình thương của mình với con với cháu để mà mình kể như là tìm hiểu một cái sự việc, chứ không phải dùng những câu hỏi mà mang tính chất rằng kể như là hơn thua chợ đời để mà đi hỏi han, để mà đi có những cái lời lẽ chỉ trích một đứa trẻ đấy. Mình phải hỏi rằng nếu như mình nằm trong cái hoàn cảnh như con bé Linh thì mình sẽ làm gì. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái cô mà cô ruột của bé Linh á cũng phải có câu trả lời quý vị, đúng không? Làm thế cái chuyện mà mình cái thân phận một người cô to đùng như thế mà lên cộng đồng mạng chỉ trích con bé Linh, chỉ trích cả cái như là bà bác xu gia đó, thì hỏi rằng ở đây là cái như là cái tình người ở đâu, đạo đức ở đâu? Tôi đang hỏi những cái vấn đề đó, chứ chưa nói vấn đề là chị có cái thế này thế nọ hay kia. Cái vấn đề đó là tình người chị có không có đã, đạo đức chị có không có đã đó. Nếu đạo đức chị có là chị dạy được con bé Linh, vì chị là cô ruột, đúng không? Trừ khi là chị không đủ cái đạo đức hay không có đạo đức cho nên chị không thể dạy được con bé Linh. Còn vấn đề chị lên chị trích nó là nó thật, chị còn hơn nó nữa đó. Chị mà đi hơn thua với một đứa con nít mà đứa này nó là cháu ruột của cô thì cô còn hơn nữa. Cái sự mà nó thật sự cả cộng đồng mạng cũng cảm thấy là bức xúc khó chịu vấn đề này. Một người cô cảm thấy là cái như nó không có một cái gì để mà đáng kính trong 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 lòng của mấy đứa cháu, thì làm gì có cái chuyện mà nó tôn trọng đấy. Phải hỏi rằng từ lúc mà chị Kim Hà mất đi, bên nội ai là người đứng ra để động viên an ủi hay chưa? Đó, ai là người cho một đồng xu các bạc nào nuôi nó hay chưa? Chưa. Thì chưa nuôi nó ngày nào cái tư cách chi mà trách nó là thế này thế khác. Khi nào bỏ ra 5-10 ngàn cho con ăn bánh bao đấy rồi trách là tại sao cô thương con như thế mà con lại nói những lời cô phải đau lòng. Có nghĩa rằng cái vấn đề ở đây nó thật sự do cái lối sống của những người lớn đấy, mà khiến cho những đứa nhỏ nó phải có những cái suy nghĩ mà không thể nào khác hơn được. Cái bọn nít mà cầm tiền đám dân chục ra theo dõi này, ghi sợ tính mạng con mình rồi. Dạ. Mà vì sao mà bên vợ anh cho anh đi nhà? Mình không biết sao luôn, giờ quá nóng lòng nóng vụ gì đó, ai biết nhà riêng của mình mà không cho vô thôi, mình cũng nhượng mới nhịn mới đi. Chứ nhà riêng của hai chồng mà không cho mình vô cũng bực lắm. Qua về cũng hỏi bà không cho về. Không cho về hay là anh lên tới nhà mà không đi vô nhà? Lên tới nhà không cho vô nhà. Qua đi xe về tới nhà anh vô cúng vợ với ngoài mộ của vợ coi sao bà với anh vợ không cho vô. Mà có nhiều thông tin nói là anh không nên thăm gia đình này kia khi chị Hà mất đó. Điện thoại cũng nghe đâu mình đâu, điện thoại nó không trả lời nữa mà nói gì nói chết mất sao chết đi mình cũng chịu chứ. Bà có thấy không? Có nghĩa rằng cái như là nói thật sự ra đó, thằng Tuấn nó quan tâm đến con cái thật sự, không cần phải điện thoại, nhà của nó. Nó muốn về lúc nào cũng được. Con nó đang ở đó, nhà nó đang ở đó, nó muốn về bất kỳ lúc nào cũng được. Đó. Thì tôi hỏi quý bà con, nếu như mà tôi nói quý vị, nếu như nó mà nó cố gắng để mà thể hiện cái trách nhiệm của một người cha thì có ai cản nó nổi không? Trời cản. Dễ cản được. Nó mà nó cố gắng thể hiện cái trách nhiệm của một người cha mình vẫn còn, quyền công dân mình vẫn còn, thì tôi hỏi quý vị, ai dám cản thằng Tuấn? Ai dám cản nó? Nhưng vấn đề ở đây là ảnh không có chịu làm. Cái vấn đề ở đây là coi như là anh tìm cách để anh chống chế, tìm cách để mà anh trốn chạy cái trách nhiệm. Chứ làm thì có cái chuyện mà coi như là ngày xưa vợ anh còn trơ trớ ở đó mà coi như anh còn không dám nhìn mặt vợ lúc mà vợ coi như là chuẩn bị đưa ra đồng. Thì bây giờ đó thật sự anh gì à, anh thắp nhang hay thậm chí bây giờ anh gì à, anh quỳ anh lạy thế nào nó không có ý nghĩa. Nó không có một giá trị. Đấy, phải nói thẳng vấn đề đó. Chứ đừng nói cái chuyện bây giờ cái lên cộng đồng mạng cái ma mị, tôi muốn dìa lắm mà bên vợ nó không cho. Tôi muốn dìa lắm, tôi muốn điện lắm mà con tôi không nghe máy. Đã rồi vô hình chung bắt đầu anh đẩy trách nhiệm sang kể như là mẹ con, đẩy trách nhiệm sang của là bé Linh như là mẹ vợ của anh. Đây là một trong những cái gọi là Tuấn nó đang cái chạy trốn trách nhiệm đó chứ. Chị trốn trách nhiệm của một người chồng, một người cha đấy, lúc vợ còn sống không có quan tâm, không yêu thương kể như là thế nào thế khác.
Bây giờ cỡ như là vợ chết rồi, bà con nghe Tuấn nói một câu mà nghe nói mà cũng đành đạt. Nó nói ước chi mà vợ em còn sống, em ký cái giấy, cái xà lan cho nó luôn. Đấy hả? Đồ, lúc mà vợ chết, lúc mà vợ sống, vợ thâu anh ở nhà đi anh. Một chuyến đi em đưa cho anh 20 triệu để anh tha hồ anh chơi. Lại không chịu. Đó. Bây giờ vợ chết rồi, cái đòi cái như là anh nói rằng cái như là nếu mà vợ anh còn sống, anh ký cái giấy anh cho xà lan vợ luôn. Đấy, thì thôi bây giờ con vợ chết rồi thì bây giờ ta chạy bao nhiêu tiền ta cho hai đứa nhỏ đi, nuôi hai đứa nhỏ đi, sao không làm? Có nghĩa là chuyển đổi từ cái vấn đề mà cho vợ bây giờ, cho hai đứa nhỏ đi. Đó. Dám không? Dám cho hai đứa nhỏ không? Dám ký xà lan cho hai đứa nhỏ không? Đó. Thì bây giờ mình thể hiện mình là một người cha không kể như là tham lam những cái vấn đề mà vợ mình để lại, thì ký đi, ký cho hai đứa nhỏ đó. Đó bây giờ đó. Nếu như mà ngày xưa chị Hà còn sống á, thì chị Hà chưa kịp nhận được, hoặc chưa có cái phước mà để nhận cái tài sản đó. Thì bây giờ mình là một người chồng, một người cha, mình đã thể hiện rằng tôi không phải là một người tham lam tài sản, tôi sẵn sàng ký và vô điều kiện để giao lại tài sản này cho con tôi, và tôi đi tìm một việc khác tôi làm. À, dám không? Dễ gì dám. Tôi nói quý bà con, chẳng qua cái lúc này là chị Hà chết rồi, bắt đầu là anh có những cái gọi là ao ước, là cái như là gọi là mong lung thôi. Đấy, ngày xưa người ta còn sống ăn kể như là giật giấy tờ đi cầm từ lưa hạt dưa, bây giờ cứ nói ước gì không bao giờ mà có sự ước gì đâu. Đấy, cứ lên cộng đồng mạng cứ ma mị cho bà cố lên rồi cái như là để cộng đồng mạng giải sóc. Đấy, một trong những cái mà nó thật sự quý bà con, khi mình nghe cái vấn đề đó mình cảm thấy ủa thằng này là dạng cái như là xạo xạo đó. À, ngày xưa vợ còn sống lại không kể như là biết trân trọng, bây giờ vợ chết rồi cứ lên là ước gì, giống bài hát gì ước gì em ở đây giờ này đó ha. Đấy, còn hai đứa nhỏ đó, nếu thằng Tuấn mà thật tâm mà để chuyển nhượng cái tài sản này lại cho vợ, thì bây giờ chuyển nhượng lại tài sản này cho hai đứa nhỏ tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý. Đấy, không cần phải là thế này thế khác. Đó, dù sao bé Linh bây giờ nó cũng tốt nghiệp 12 rồi. Đó, thì đẩy hết vấn đề đó cho nó, để nó đứng ra nó vận hành rồi, nó để nuôi em đó. Còn bản thân mình thôi bây giờ kể như là, nếu mà mình không phải là người tham lam, không phải là một người vì tiền đó, thì kể như nó thực sự ra thì ra đi bằng hai bàn tay trắng đi. Đấy, để cho hai đứa con sau này nó nhìn lại á, nó nhìn lại nó, ừ ngày xưa là mình trách nhầm ba mình, ba mình vẫn thương yêu mình. À, ba mình giao hết tài sản cho mình đó, thì cái vấn đề đó mới hợp lý với quý bà con. À, đùng một cái kể như bà con thấy đi đó, chị Hà chết rồi, bây giờ là Tuấn là người có lợi nè, vợ chồng dượng 10 là người có lợi nè. Đấy là những cái chúng ta đã thấy rõ ràng, những cái mà chúng ta đang thấy mà nói thật sự những người bên kia muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được. Đấy, những cái đây là người ta lợi về kinh tế mà chúng ta nhìn thấy được đó, chúng ta kể như là có những cái chúng ta chứng minh được. Đấy, chứ đâu phải là chúng ta đang nói bâng vơ. Đúng một cái tôi nói là cái như là dưỡng 10 dì 10 đủ, có công ăn việc làm ngon ơ. À, Tuấn lại từ cái như là một người gọi là cái như là còn sống phụ thuộc vợ, đùng một cái trở thành một ông chủ thật sự. Đó, vừa rồi anh em nó quay chiếc xà lan, bà con thấy là nó quay là cái như là Tuấn cũng đang rước một cô nào đó về để nấu ăn nấu uống đó. Đó, mà anh em nó bảo rằng đây là vợ bé của Tuấn, mà tôi nghĩ cũng có lý. Hả? Tôi nghĩ cũng có lý, anh em nói thế cũng có lý chứ không sai đâu. Đó, có nghĩa là Tuấn những cái ngày mà ngày trước, cái ngày mà chưa có cái giấy mà thông báo kết luận giám định đó, Tuấn vẫn điện cho kênh này kênh kia, mà những kênh nữ đó mà đứng lên nói Tuấn là Tuấn cũng gạ gẫm từ lưa hạt dưa quá vậy. Đó, dễ chi mà Tuấn buông mấy món này, mấy món này món ngon của Tuấn mà, dễ gì nó buông.